Welcome, lại là Thế Giới Vàng đây. Hôm nay tôi sẽ đưa các ông tới với một vùng đất cực kỳ thú vị, là quốc gia sở hữu nhiều người đẹp da đen nhất ở châu Phi. Và các chị đẹp tới từ quốc gia Kenya này lại có đặc quyền có 102, đấy là được gạ trai về ngủ thử và test hàng họ xem các anh chàng này có đủ điều kiện để lấy làm chồng hay không. Nếu quốc gia nào cũng giống Kenya thì đã chẳng có chuyện các anh chồng bị vợ bỏ chỉ vì yếu sinh lý, có đúng không nào? Là một chuyến qua Kenya để xem đất nước có cách tuyển chồng thú vị như thế này có gì đặc biệt nào. Kenya là một quốc gia nằm ở miền đông của châu Phi với diện tích là 582.650 km² và đang là nơi cư trú của gần 48 triệu người dân. Giống như nhiều quốc gia khác ở lục địa đen, cho đến khi được nhà hàng hải Vasco da Gama phát hiện vào năm 1498, Kenya mới chính thức được thế giới biết tới. So với những người anh em khác trong khu vực, thì Kenya chính là vùng đất đỡ nghèo nhất trong khối Đông Phi. Kenya là quốc gia có sự pha trộn từ khá nhiều nền văn hóa, từ châu Phi cho tới Ấn Độ, cộng thêm cả Ả Rập và Anh Quốc. Liệu có phải đây chính là điều khiến các chị em Kenya khó lòng lựa chọn được người đàn ông để gửi gắm cuộc đời mình? Vậy phải cùng Thế Giới Phẳng tới Kenya để xem đâu sẽ là kích cỡ làm vừa lòng phái đẹp ở quốc gia này nào. Thứ nhất, không răng cửa mới là đàn ông. Đến Kenya các ông đừng quá ngạc nhiên khi những anh thanh niên ở nơi này chào hỏi các ông bằng một nụ cười thiếu răng cửa. Đấy sẽ là một trải nghiệm khó quên đấy nhá. Hầu hết tất cả những người đàn ông của bộ tộc Maasai đều sẽ thiếu một chiếc răng. Đây là dấu hiệu để xác định xem chàng trai đó trưởng thành hay chưa. Khi đến tuổi trưởng thành, những thanh niên cùng độ tuổi sẽ tập trung ở một bãi đất rộng. Tộc trưởng sẽ có mặt dùng dao găm để nhổ chiếc răng cửa cho từng người. Ngay sau buổi lễ nhổ răng, những anh da đen này sẽ được công nhận là người trưởng thành, được quyền quyết định mọi việc liên quan đến cuộc đời mình. Họ được phép tự do đi săn bắn và tất nhiên là được phép lựa chọn những cô gái về làm vợ. Nếu chàng trai nào vẫn còn đủ răng thì anh ta sẽ không được các cô gái để mắt tới và tất nhiên không một gia đình nào chấp nhận một người như vậy về làm rể cả. Thứ hai, nhổ nước bọt để đưa dâu. Một trải nghiệm không đáng thử nhất ở bộ tộc Maasai chính là việc thử làm cô dâu ở nơi này, hoặc cũng có thể thử nếu các ông chịu được việc bị phun nước bọt lên đầu trong ngày trọng đại. Theo phong tục của người Maasai thì nước bọt của người cha sẽ tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cha mẹ cô dâu muốn gửi gắm cho con cái của mình. Trước khi cô dâu rời nhà, cha của cô ta sẽ nhổ nước bọt lên đầu và ngực của con gái. Cô nàng nào không được thực hiện nghi thức này sẽ không được nhà chồng tôn trọng. Thứ ba, chửi cô dâu để tăng hạnh phúc. Nếu ở Việt Nam là ngày cưới chính là cơ hội để các chị em được làm bà hoàng, bà chúa trong một ngày, thì các cô dâu ở Kenya lại không được như thế. Ở nhà mẹ đẻ thì bị nhổ nước bọt, trong suốt quãng đường đưa dâu thì lại bị những người trong gia đình nhà chồng tập trung lại ra sức mắng chửi, xỉ vả và lăng mạ nàng dâu mới. Đây là nghi thức rũ bỏ sự xui xẻo cho tân nương mới về. Cứ tưởng thế vượt đủ kiếp nạn tới Tây Thiên, ai ngờ kiếp nạn lớn nhất của nàng dâu lại chính là nhà chồng. Vừa bước vào cửa, cô nàng sẽ bị cha mẹ chồng hất một cốc lớn sữa dê thẳng vào mặt. Đây là cách để chúc phúc cho cô dâu mới sẽ được may mắn trong chuyện con cái sau này. Tiếp theo sẽ bị mẹ chồng cùng những người phụ nữ trong nhà kéo đi kiểm tra xem cô nàng này đã mất zin hay chưa. Nếu còn zin thì cô ta sẽ bị xem là vật đen đủi đuổi thẳng cổ về nhà mẹ đẻ và phải đền bù danh tiếng cho nhà ông chồng xịt kia, dê và bò. Thứ tư, tắm bằng xịt động vật. Đấy, các ông xem nhiều ông được tắm hương, tắm hoa, vẫn sặc mùi hôi nách. Mà các đồng chí của bộ tộc Turkana lại chơi hẳn quả tắm bằng cước động vật cho nó quý sở tộc chứ. Kikuyu là bộ tộc dân tộc lớn nhất ở Kenya, chiếm 22% dân số của Kenya. Họ sống ở một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất. Thời tiết không thuận lợi, đất đai khô cằn, nhiệt độ ban ngày thường xuyên đến 45 độ C. Turkana cũng có nghi lễ trưởng thành riêng của mình. Để trở thành một người đàn ông, những thanh niên ở đây phải hiến tế cho các vị thần một con mãnh thú mà mình săn được. Thường thì sẽ là sư tử, báo hoặc là linh cẩu. Sau đó các bô lão trong bộ lạc sẽ mổ bụng con vật lấy phần xít của con vật này rồi tắm cho các thanh niên như một nghi thức ban phước lành. Và chắc chắn là cái mùi của nó không được dễ ngửi cho lắm. Bộ tộc Turkana là vùng đất không dành cho những người lùn, bởi họ là một trong những bộ tộc cao nhất thế giới. Với chiều cao sau khi trưởng thành, người đàn ông của bộ tộc này cao 2m là chuyện bình thường, còn phụ nữ cao trên 1m85. Thứ 5, mời trai lạ về ngủ, ai khỏe thì cưới. Các cô nàng ở bộ tộc Samburu được mệnh danh là những mỹ nhân đẹp nhất của vùng hoang mạc này. Họ thường mặc những chiếc váy sặc sỡ được dệt thủ công và đeo rất nhiều trang sức ở cổ để thể hiện đẳng cấp của mình.
Trong bộ lạc Samburu, người con gái đủ 15 tuổi đã được xem là trưởng thành và có thể lập gia đình. Cô nàng sẽ được phép thoải mái mời nhiều người đàn ông về nhà để thử thách kỹ năng giường chiếu của những anh chàng này. Cuối cùng, anh chàng nào thỏa mãn được các chị em thì sẽ được lựa chọn để làm chồng. Nghe có vẻ là sung sướng, nhưng điều đáng sợ là tục lệ này giúp các cô gái nếm mùi khoái lạc trước khi lập gia đình. Bởi sau khi chọn được người vừa ý, họ sẽ trải qua tập tục cắt bì, một hủ tục làm mất khả năng quan hệ của người con gái. Việc này sẽ khiến người phụ nữ không còn được hưởng sự thăng hoa trong quan hệ nữa, mà chỉ còn là công cụ sinh đẻ và lao động. Thứ 6. Vợ xin phép chồng có bạn trai. Cho tới ngày nay, nhiều bộ tộc ở Kenya vẫn duy trì chế độ đa thê. Người đàn ông ở đây có thể có bao nhiêu vợ tùy thích, chỉ cần anh ta có đủ gia súc để làm lễ vật cầu hôn nhà gái. Những người đàn ông lấy vợ không chỉ để duy trì nòi giống mà còn để tăng sức lao động trong nhà và địa vị trong tộc của anh ta. Nhưng một ông nhiều bà lại dẫn tới tình trạng nhiều ông chồng không đủ súng đạn để đáp ứng nhu cầu của các bà vợ trong nhà. Thế nên là các bộ tộc có tục lệ sẽ cho phép phụ nữ có bạn trai bên ngoài hôn nhân với điều kiện là không được ăn chơi ra sản phẩm. Bởi những quý ông bị cắm sừng ở nhà chắc chắn sẽ không đổ giúp đống vỏ này cho các chị em. Người phụ nữ vẫn sẽ được phép sinh đứa bé ra, nhưng các ông chồng sẽ không thực hiện bất cứ nghĩa vụ gì với đứa trẻ này cả. Thứ 7. Cướp vợ về dinh. Tập tục có cái tên khá là bạo lực, nhưng thực ra đây chỉ là một phần trong thủ tục cưới vợ đã tồn tại trong nhiều thế kỷ của các quý ông tại đây. Khi một đôi nam nữ trong thời gian tìm hiểu, yêu đương đã được quan viên hay họ đồng ý cho kết hôn thì sẽ phải trải qua tục lệ truyền thống này. Vào sáng sớm, người con gái trang điểm rực rỡ xinh đẹp, tay cầm trái bầu tới chuồng bò vắt sữa, hoặc đầu đội bình lớn tới bờ sông lấy nước. Chàng trai cùng một số bạn bè sẽ phục sẵn trong lùm cây bên đường, tay cầm thương dài, thình lình xuất hiện, cướp cô gái xinh đẹp và kéo đi suốt chặng đường dài. Thiếu nữ phải giả vờ phản kháng dữ dội, kêu cứu liên hồi. Anh em của cô gái đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi nghe tiếng hét liền lao theo cứu. Cảnh tượng phải diễn ra như thật. Trên phần eo của người con trai còn cuốn thêm giải da báo với ý nghĩa đã bị trói buộc cuộc đời và phải kết hôn. Dù nghi thức cướp vợ này chỉ mang tính diễn xuất, nhưng với các bộ tộc ở Kenya, các chàng trai cô gái đều phải trải qua trước lễ cưới. Thứ 8. Thợ săn cá sấu. Với dân số chưa đến 500 người, tộc El Molo là một trong số những bộ tộc ít người nhất trên thế giới. Bộ tộc này sống sót nhờ tài săn bắn. Đây là một bộ tộc khá kén ăn khi họ chỉ ăn thịt hai loài động vật cực kỳ nguy hiểm là cá sấu và hà mã. Trong bộ tộc, đi săn bắt cá sấu và hà mã là nhiệm vụ của những người đàn ông khỏe mạnh. Họ chỉ dùng chiếc bè nhỏ làm bằng thân cây cọ bơi ra cửa sông, chỗ giáp biển và dùng chính cơ thể mình làm mồi dụ cá sấu. Khi cá sấu tấn công, họ sẽ dùng lao, móc để chế ngự cá sấu khổng lồ. Mỗi khi hạ được một con vật, họ chia đều cho mọi người, cùng nhau thưởng thức thành quả. Đây cũng là một món ăn đặc biệt để tiếp đãi khách. Những thợ săn hà mã và cá sấu được coi là anh hùng của bộ tộc bởi họ là những người đã mang lại nguồn sống cho những người khác. Khi người đàn ông tham gia vào cuộc săn bắn, đều sẽ được phụ nữ của tộc trao tặng chiếc vòng và hoa tai đặc biệt nhằm biểu dương sức mạnh của những chiến binh này. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, hà mã và cá sấu được liệt vào danh sách động vật cấm săn bắt, nên bộ tộc El Molo không được săn bắn thoải mái hai loài động vật này nữa. Họ chuyển sang sinh sống bằng việc săn bắt cá. Mặc dù có chế độ ăn giàu protein nhưng lại thiếu rau, hoa quả và thiếu canxi, nên người El Molo vô cùng nhỏ bé, cấu trúc xương bị biến dạng và trọng lượng cơ thể chỉ nặng từ 30 đến 45 kg. Ngoài ra còn do hôn nhân cận huyết cộng với bệnh tật, chết sớm là những nguy cơ khiến bộ tộc El Molo có thể biến mất trên hành tinh này trong thời gian không xa. Kenya đúng là quốc gia kỳ lạ khi có kha khá những tập quán lạ lùng. Qua video, các ông thấy ấn tượng nhất với phong tục nào của đất nước này? Hãy comment cho Thế Giới Phòng biết nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật video mới của chúng tôi sớm nhất nha! Còn bây giờ thì bye bye!